Khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 6 tháng 7, một người dân hốt hoảng chạy vào trực ban đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất trên đường Trần Huy Liệu, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, nhờ lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đường cho ô tô đang chở một trẻ sơ sinh đến bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu. Qua trao đổi với người nhà, được biết cháu bé ở quận 12 bị viêm phổi đang trong tình trạng nguy hiểm, phải trợ thở bằng bình oxy để đi cấp cứu. Tuy nhiên, bình oxy đã hết, do đó cần lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ để kịp thời đưa cháu đến bệnh viện. Ngay lúc đó, đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất đã phân công hai đồng chí, gồm đại úy Phạm Khắc Tiệp và đại úy Vũ Đức Thành dùng xe mô tô đặc chủng phát tín hiệu ưu tiên, mở đường cho ô tô nhanh chóng đến bệnh viện. Được biết, hiện bé đã qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục theo dõi.